Tổng công ty Tín Nghĩa hân hạnh tài trợ chương trình này. Thu Hế và ekip thực hiện chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta phải chia tay năm cũ năm 2021 để đón chào năm mới năm 2022. Và thưa quý vị, năm vừa qua thì một năm xảy ra biến cố lớn do dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng rất lớn đến các mặt trong đời sống xã hội. Thế nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên đến nay cơ bản dịch bệnh đã được khống chế. Tuy vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thế nhưng với sự chung tay của cả cộng đồng nên chúng ta hãy tin chắc rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi để hứa hẹn một năm mới, năm 2022, đất nước sẽ ổn định, tốt đẹp hơn. Và kính thưa quý vị, mặc dù trong suốt năm qua do tình hình dịch bệnh, thế nhưng chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai của chúng tôi vẫn song hành cùng với các em học sinh nghèo hiếu học. Để có được những suất học bổng nghĩa tình này chính là xuất phát từ tình yêu thương của những cô cậu trò nhỏ. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các em vẫn luôn biết phấn đấu vươn lên học giỏi, sống tốt. Và hôm nay lại thêm hai em học sinh nghèo nữa nhận được những suất học bổng từ chương trình này. Và bây giờ Thu Huế mời quý vị khán giả cùng khởi hành để đến với huyện Trảng Bom tìm hiểu về gia cảnh của hai em học sinh này quý vị nhé. Mái nhà nghèo, nơi mà suốt hơn 8 năm qua là chốn sinh sống và cũng là nơi mà cậu trò nhỏ Nguyễn Thiền Thành, học sinh lớp 8 năm, trường trung học cơ sở Minh Đức phấn đấu dưỡng nuôi ước mơ con chữ. Vì em luôn tin rằng chỉ có con đường học vấn mới là cứu cánh duy nhất để giúp bản thân và gia đình có thể vượt qua những thắt ngặt của đời nghèo. Và nếu như không có niềm tin, không có nghị lực vào con đường học tập, thì cậu trò nhỏ Thiền Thành này khó có thể dựng bước đến trường. Vì hiện nay em đang có một gia cảnh rất khó khăn. Thành là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Năm học vừa qua, sau một cơn sốt kéo dài, em được chẩn đoán bị u não thái dương trái. Nhà nghèo để có tiền chạy chữa nên cha mẹ Thành phải chạy giày vay mượn đủ nơi. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của nhà trường nên em mới có điều kiện đưa lên bàn mổ. Vì bệnh tật mà suốt năm học vừa qua, Thiền Thành phải gián đoạn việc học để lo chạy chữa căn bệnh của mình. Giờ khi bệnh tình đã tạm ổn, em mới có thể tiếp tục lại con đường học tập. Thế nhưng biến cố trong cuộc sống đã không dừng lại với gia đình em. Khi đầu năm nay, cha Thành lại đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại bao khó khăn chỉ một mình mẹ em gánh vác. Công việc của mẹ Thành là phụ giúp việc nhà, tiền công được tính hàng ngày với dọn dẹn hơn 5 triệu đồng một tháng. Vừa lo mọi chi phí trong cuộc sống, vừa phải thuốc men cho con, rồi mọi chi tiêu phát sinh khác, khiến người mẹ nghèo như chị phải tất tả với vòng quay cơm áo gạo tiền. Thế nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, cụm từ được chị nhắc đến nhiều nhất chính là phải cố gắng vượt qua, cứ lặp đi lặp lại trong mỗi câu nói, như một phần trách nhiệm lớn lao mà người mẹ này luôn muốn nhận về mình tất cả vì con. Như chính niềm tin của chị về tương lai của gia đình từ những cố gắng không mệt mỏi. Còn với cậu trò nhỏ Thiền Thành, dù sức khỏe không còn như trước, dù cuộc sống gia đình với bao thắt ngặt vẫn còn bủa vây, nhưng em vẫn luôn là tấm gương sáng trên bước đường học tập. Suốt nhiều năm học qua, Thiền Thành là học sinh giỏi của nhà trường và em còn luôn tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động. Chính vì lẽ đó, Thành luôn nhận được nhiều lời khen tặng của thầy cô và bạn bè. Em Nguyễn Thiền Thành thì trong quá trình học tập thì ý thức học tập của em rất là tốt, hành kiểm của em cũng rất là tốt. Em tích cực tham gia các phong trào của trường cũng như của lớp. Em đã cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, xứng đáng là tấm gương do các bạn noi theo. Năm học mới đã bắt đầu, thế nhưng vì dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cho nên cũng như bao học sinh khác, Thiền Thành phải học trực tuyến tại nhà. Để có phương tiện học tập là cả một vấn đề lớn với gia đình em.
Thế nhưng chính nhờ sự quan tâm của nhà trường mà Thành đã được hỗ trợ một chiếc điện thoại di động để em có phương tiện học tập. Đáp lại tình thương của nhà trường và hơn hết là tấm lòng yêu thương vô bờ của mẹ, nên em luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong học tập. Không chỉ học tốt, Thiện Thành còn là người anh gương mẫu để tiếp sức cho đứa em trai thêm an lòng theo đuổi ước mơ con chữ. Hàng ngày bên trang vở nhỏ, Thành luôn dành thời gian để chỉ dạy cho đứa em của mình những kiến thức hiểu biết qua sách vở, qua trường lớp, để giúp em trai thêm an tâm và yêu thích việc học. Con đường học vấn của hai anh em Thiện Thành vẫn còn dài, nhưng chúng tôi tin rằng với nghị lực và những cố gắng hiện tại của Thành thì ước mơ chạm đến bến bờ tri thức không có gì là quá khó với cậu trò nghèo vừa khó học giỏi này trong tương lai. Thưa quý vị khán giả, người ta thường nói khi cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Với cậu trò nhỏ Nguyễn Thiện Thành, khi cánh cửa hiện tại của gia đình mình đang dần khép lại vì những khó khăn trong cuộc sống, thì với một nghị lực phấn đấu trong học tập để gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong nhiều năm học qua là cơ hội để cánh cửa tương lai sẽ mở ra cho em và gia đình mình một chân trời mới. Hy vọng với những gì mà Thiện Thành gặt hái được sẽ là nền tảng để em phấn đấu nhiều hơn cho bước đường tương lai của mình. Còn bây giờ thì chúng ta tạm chia tay với cậu trò nhỏ Thiện Thành để cùng chương trình Cùng Tín Nghĩa Vương Tới Tương Lai đến với một hoàn cảnh khác hiện đang sống trọ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom. Em chính là Lại Thị Nhung, học sinh lớp 8-6, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Dãy nhà trọ này là nơi mà cô trò nhỏ Lại Thị Nhung cùng mẹ sinh sống gần 10 năm nay. 10 năm qua, kể từ ngày cha mất, Nhung phải theo mẹ rời bỏ vùng quê Định Quán, Yên Bình để lên đây học tập và sinh sống. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về em đó là cô trò có gương mặt sáng và tự tin. Sau đó là thành tích học tập mà Nhung có được sau nhiều năm em phấn đấu để trở thành học sinh giỏi của nhà trường. Thế nhưng phía sau những tấm giấy khen mà em có được thì ít ai ngờ rằng Nhung đã phải trải qua một chặng đường học tập gian nan vất vả bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Cách đây 9 năm, cha của Nhung qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng. Từ đó nơi miền quê gia canh quyền Định Quán, ngôi nhà nhỏ của gia đình cũng dần vắng vẻ vì mất đi người trụ cột. Từ ngày chồng mất, chị Tem, mẹ của Nhung, vừa phải xoay trở một mình nuôi con, vừa phải lo kiếm tiền để trả nợ thay cho chồng, vì trước khi cha Nhung mất đã để lại số nợ hơn 50 triệu đồng. Hồi đó thì nói là chồng mất thì cũng đang còn để lại một số nợ. Thì xong rồi là khi chồng mất thì kiểu ở trên Định Quán, xong rồi nhà hai mẹ con mới thấy kiểu đi làm xa quá, sáng đi tối về xa quá. Xong rồi hai mẹ con mới đi xuống dưới này đi ở nhà trọ. Vì là ở trên đó là hồi đó đi là cỡ 3 giờ sáng là hai mẹ con cộng nhau đi gửi con rồi. Mà lúc đó là con mới có 5-6 tuổi à. Nên hai mẹ con đi xuống dưới này ở. Thì cuộc sống hai mẹ con thì lương thì không có nhiều, thì chỉ có là đủ trang trải qua ngày vậy thôi. Hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà nên chị Tem đã đưa con gái nhỏ của mình lên đây thuê trọ sinh sống. Công việc may vá cho một cơ sở gần nhà của chị không đủ để trang trải mọi chi phí trong cuộc sống. Nào là tiền thuê trọ hàng tháng, tiền ăn học của Nhung, rồi bao nhiêu chi phí phát sinh khác, nên khiến người mẹ này nhiều âu lo trăn trở. Thế nhưng nỗi lo lớn nhất của chị hiện nay là đang mang trong mình căn bệnh u gan hiểm nghèo, mà chi phí điều trị thì không hề ít. Với cô trò nhỏ Lại Thị Nhung, biết được hoàn cảnh gia đình mình nên em nuôi dưỡng một niềm tin to lớn vào việc học để thay đổi số phận. Vì Nhung hiểu giờ chỉ có con đường học tập mới là cứu cánh giúp em và gia đình có một tương lai tươi sáng ở mai sau. Để rồi có thể thấy rằng chính niềm tin và sự quyết tâm của em cùng sự tảo tần của mẹ chính là động lực quý giá giúp cho cô trò nhỏ này không chỉ đứng vững trước bao trở ngại về hoàn cảnh sống mà còn vươn cao hơn trên con đường học tập.
Xin chào mừng quý vị khán giả đến với buổi lễ trao học bổng của chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai do Công ty Cổ phần Đầu tư Thống Nhất thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa tài trợ. Kính thưa quý vị khán giả, vậy là chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai đã đi được hành trình đúng một năm sau khi tiếp nối những hiệu quả mang lại từ chương trình Chung Lòng Chung Sức trước đây. Có thể nói ở chương trình Chung Lòng Chung Sức, gần 200 mảnh đời nhận được sự hỗ trợ từ chương trình này là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì ở chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai, đối tượng thụ hưởng chính là các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Và đến nay thì tuy mới ra đời đúng một năm, nhưng nhiều em học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự trợ giúp từ chương trình này. Và chắc chắn là con số này sẽ không dừng lại ở đó, vì hiệu quả mang lại cho các em đạt được rất nhiều ý nghĩa. Và trong buổi lễ trao học bổng cho hai em Nguyễn Thiện Thành và Lại Thị Nhung, và chúng tôi xin được giới thiệu có sự hiện diện của chị Nguyễn Hồng Uyên, đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thống Nhất thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa, một gương mặt rất thân quen với chương trình này. Xin mời chị Nguyễn Hồng Uyên sẽ trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho hai em ạ. Rồi, cô gửi con nha, rất học giỏi nha. Rồi, cô gửi con nha, ráng học giỏi nha. Dạ, cảm ơn chị Uyên. Vừa rồi thì hai em đã nhận được cái suất học bổng rất là ý nghĩa từ phía đơn vị tài trợ. Ngay lúc này đây thì có lẽ là quý vị khán giả và kể cả đơn vị tài trợ rất là muốn nghe những cái chia sẻ của các em. Thì không biết với những cái suất học bổng ý nghĩa này thì các em sẽ sử dụng cái mục đích gì? Chắc chị mời Thành đi ha, em chia sẻ trước đi. Dạ, lần đầu tiên em gửi đến là truyền hình ạ. Em cảm ơn rất nhiều mọi người đã hỗ trợ em suất học bổng này. Em rất cảm kích vì được nhận được 10 triệu này. Em hứa sẽ dùng số tiền này để xác định vào việc học. Và em hứa sẽ học thật giỏi, học công an để phục vụ lòng mọi người ạ. Vừa rồi thì Thành đã chia sẻ, vậy thì còn Nhung thì sao? Em chia sẻ điều gì? Em xin cảm ơn chương trình và các nhà tài trợ đã dành cho em số học bổng này. Em hứa sẽ học tập thật giỏi và cố gắng hơn nữa. Vâng, và thưa chị Uyên, vừa rồi là tâm sự chia sẻ của hai bạn gửi tới cho chương trình. Và ngày hôm nay tham gia vào chương trình, chúng ta cũng đã chứng kiến cái hoàn cảnh rất là khó khăn của hai em. Về phía đơn vị tài trợ thì chị có muốn chia sẻ điều gì đến với hai em không ạ? Thì chị cũng đã đọc được cái hoàn cảnh của hai em, thật sự rất là thương với hai hoàn cảnh mà vẫn vượt khó khăn và vẫn học để có đạt thành tích cao trong học tập. Thì hôm nay công ty chị thì cũng có một món quà nhỏ, giá trị cũng không cao nhưng mà cũng mong là cái động lực giúp các em có thể vượt khó khăn để mà mình luôn học tập tốt ha. Rồi chị có một cái chia sẻ vậy thôi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Uyên. Và như chia sẻ của chị đã từng nói là cái số tiền này tuy là không có lớn nhưng mà tinh thần vẫn là lớn nhất. Và chị hy vọng rằng là hai em sau khi nhận được cái món quà này thì mình sẽ có thêm rất là nhiều cái động lực để các em cố gắng, và nhất là trong cái thời điểm này thì đây là cái món quà ý nghĩa nhất mà đơn vị tài trợ dành tặng cho các em. Vâng, và thưa quý vị khán giả, như vậy là chương trình Cùng Tín Nghĩa Vươn Tới Tương Lai kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Tổng Công ty Tín Nghĩa, đơn vị đồng hành cùng với chương trình này. Và chúng tôi xin được hẹn quý vị các bạn ở số phát sóng tiếp theo được thực hiện tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.